Ok, hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Cảm ơn cô nhá. Đâu. Các bạn, hôm bữa là mình có quay một cái video mà thách đấu với võ sĩ Muay Mây Thái. Hải gì mấy hòn? Hải hai hòn. Đúng rồi, Hải hai hòn. Có rất là nhiều bạn yêu cầu mình là mình giao lưu với anh Nguyễn Trần Duy Nhất á. Wow. Mà mình không biết là anh Nguyễn Trần Duy Nhất đó ở đâu nữa. Idol của tao á mày. Idol của mày hả? Nghe nói anh là võ sĩ số 1 Việt Nam đúng không? Muay Thái, nói về Muay Thái anh là số 1 Việt Nam nữa. Nói chung là có rất là nhiều bình luận kêu là mình đi giao lưu với anh Nguyễn Trần Duy Nhất. Thì nói chung mình qua đây mình hỏi anh Hải thử anh Hải biết không? Anh Hải dẫn đi. Nhờ anh Hải thử anh Hải biết không các bạn, chứ mình cũng không biết địa chỉ của anh Duy Nhất ở đâu nha. Vô. Đồ. Anh đi bán cà phê hả? Hải hai hòn trong quay bán cà phê. Gặp lại anh. Trời ơi mừng quá. Sao bên này qua đóng học phí tập hay gì? Có đem tiền không? Quên rồi. Hôm bữa anh em quay cái video chung với anh á, có nhiều bạn bình luận kêu là em giao lưu với anh Nguyễn Trần Duy Nhất á anh. Bây giờ không có Nguyễn Trần Duy Nhất, có Nguyễn Trần Duy Nhì đây được không? Không, bây giờ là em bữa nay là em vô đây là em không gặp Nhì hay là gặp bất cứ ai, gặp anh Nhất là được. Anh Nhất muốn gặp anh Nhất. Bây giờ muốn gặp anh Nhất thì dắt đi gặp thôi. Dễ gì? Đơn giản như ta. Dễ gì anh? Nó rất là đơn giản như mình đang rổ vậy thôi. Anh chịu gặp tụi em không? Chắc chịu chứ. Chịu không? Ủa mà anh là gì với anh? Thì đã nói là anh là Nguyễn Trần Duy Nhì mà. Đã nói rồi. Chị... Mới nói nãy. Thiệt cái giỡn người ta. Chắc vậy á, chắc thiệt luôn. Chắc thiệt á. Thiệt. Dẫn đi gặp nha. Ok. Chắc nha. Chắc. Ai mà chắc cây ruột là anh chịu gì mà. Thiệt mà. Ok thì cái nội dung hôm nay thì mình sẽ nhờ anh Hải mà chắc không? Chắc. Chắc. Rồi, giờ không. Anh Hải dẫn qua. Bây giờ Duy Nhì đang chịu gặp được gặp Duy Nhất thì rồi, chắc nha. Dẫn qua anh gặp anh Nguyễn Trần Duy Nhất để anh em mình gọi là tỷ thí vài cái chiêu gọi là mình giao lưu, mình giao cấu, mình giao phối, nói chung là qua mình luôn. Giao lưu với ảnh. Có nhiều giao hết đúng không? Chuyên gia đi thách đấu. Có nhiều giao hết. Tèn bị tao quýnh sắp mặt không à, ăn thách đấu không à. Cách đây sao, cách đây sao? Thì từ đây qua đó cũng bằng từ đó qua đây vậy đó. Thiệt. Dẫn lại nha. Ok. Đó, bây giờ đi nha. Các bạn hãy theo chân anh em mình nha. Bây giờ mình sẽ đi qua nhà anh Nhất các bạn. Không biết là giờ này anh có nhà hay không nữa. Câu lạc bộ thể thao Tao Đàn. Ủa nhà này nhà thi đấu hả? Câu lạc bộ thể thao thể dục quận 1 các bạn. Nhà thi đấu của quận 1 nha các bạn. Đù, hình của Nhất rồi đúng không? Ủa ai? Anh Nhất á hả? Đâu phải. Không phải hả? Thôi nhìn giống chứ ta. Đây này, hình của anh Nhất này phải không? Hình của anh Nhất á các bạn. Đây là nhà thi đấu của quận 1 nha các bạn. Trần Duy Nhất này các bạn. Bà Nguyễn Trần Duy Nhất hả? Trần Duy Nhất. Nguyễn Trần Duy Nhất. Thấy anh trên màn ảnh nhỏ rồi thấy tin tôi quy không? Bây giờ mới thấy ngoài đời nè. Hôm nay em vượt 300 km vào đây. Có mấy bữa em có làm video giao lưu với anh này nè. Ủa 350 á, 300 đi đâu 300 cây. 350 cây. Thì hôm nay có dịp đi vô đây cũng gặp anh này, chủ yếu là mình giao lưu vậy. nói thách đấu thì nó hơi nặng nề quá đúng không nói thách đấu là nó hơi nặng nề quá các bạn. Mình chủ yếu là mình gặp để mình giao lưu đồ cho anh trời Nguyễn Trần Duy Nhất anh chỉ vô vài chiêu đồ về nhà mình có mình trộm gà bắt chó rồi các bạn. giống như là nhưng mà phải làm gì có ít nha. Anh cứ yên tâm đi, em nói chung là em học để về em có ai đánh rồi em đỡ rồi bậy bạ thôi chứ không có làm gì hết á. Ủa cái này là cái câu lạc bộ của anh luôn hả? Đúng rồi, câu lạc bộ của anh ở số một Huyền Trân Long Chúa, phường Bến Thành, quận 1. Ở đây thì mình 6 năm rồi. Tên đẹp chưa ta? Huyền Trân Công Chúa số 1. Chứ tên Hải Hai Hòn xấu lắm hả? Không. đường này ngày xưa là nổi tiếng lắm á. Các bạn nào mà ở đây thì qua bên anh Nguyễn Trần Duy Nhất. Ủa anh cũng có mở lớp anh dạy luôn hả?
Có. Đủ hay với ta, bữa nào ấy anh em mình vào vô đây ở bữa mày. Mình vào đây ở ơi. Nghe hành trong thường xuyên luôn. Nhiều khi vô đây gặp gì đồng môn. Dạ đồng môn dạ. Như gặp quê hương á. Dạ đồng hương nữa. Nhiều người tập trong này cũng ở cùng quê với các bạn lắm. Dạ. Tính sướng tính sướng. Đây bây giờ anh em mình vô trong đây các bạn. Tập của anh đảo sơ sơ cho các bạn xem cái phòng của anh Nguyễn Trần Duy Nhất các bạn. Đó, hôm nay chủ nhật phải không? Hôm nay chủ nhật thì ít người tập lắm. Ở đây có mấy cái bầu cát này các bạn. Chờ giờ này khoảng mấy giờ rồi Kha? 12 giờ mấy? 12 rưỡi rồi. Chừng nào tập xong? Thì chắc sắp đang thả lỏng rồi. Chút xíu nữa tập xong rồi mình chút rồi vô mình thách đấu với anh. Dạ. Các bạn ráng chờ chút xíu nữa các bạn, chờ xíu tập xong cái review cái dạng hơi quy chương của anh Nhất này. Nhìn quá trời đất luôn. Anh ra anh giới thiệu rồi. Giới thiệu huy chương rồi của anh. Wow. Ủa huy chương ở trên là sao anh? Ở trên là cúp. À, mấy cái giải đấu á, còn treo dọc dọc dưới là huy chương. Huy chương thì có nhiều giải đấu lắm. À. Thì từ giải cấp thành phố đến cấp quốc gia rồi cấp quốc tế. Thì này là một góc nhỏ của anh. Ở nhà với là nguyên phòng tập khác của anh nữa. Còn nữa. Nhiều lắm. Anh nhiều lắm. Cái này là chỉ có một góc nhỏ thôi các bạn. Còn nữa các bạn. Tại vì mình đi đấu từ hồi bé rồi. Cho nên là cái thành tích của mình nó cũng tương đối ổn. Anh đi đấu từ lúc năm anh bao nhiêu tuổi? 6 tuổi thì bắt đầu tập võ. Hồi đó Việt Nam mình tới năm 14 tuổi thì bắt đầu được thi đấu. Dạ. Thì đánh miết tới bây giờ. Em cũng hay coi anh đánh những cái sàn nước ngoài các bạn. Rất là hay luôn. Nói chung là mình thi đấu là thứ nhất là mình đam mê của mình. Dạ. Thứ hai là mình cũng muốn quảng bá hình ảnh cái con người Việt Nam của mình. Dạ. Để cho thế giới biết. Ủa rồi mình anh mở cái lớp tập này ra là anh tự đứng anh dậy luôn không? Đúng rồi, thì có những cái lớp mình sẽ đứng dạy là mình sau đó thì mình sẽ dạy có nhiều lớp lắm. Dạ. Dạy cho các khách phong trào rồi mình dạy là cho các huấn luyện viên. Dạ. Các huấn luyện viên là sẽ dạy là cho những người khác nữa. Dạ. Đó. Đó, mình phải làm nhiều lớp để cho nhiều người có nhiều khung giờ, người ta rảnh giờ nào người ta tập giờ đó đều được. Cái vị trí mà mình đang đứng là quận 1 nha các bạn. Đó. Đây là số 1 quận Trân Công Chúa. À. Phường Bến Thành quận Nhất. À, anh còn lớp nào nữa? Còn một phòng tập nữa bên quận 5, đó là 274 Trần Hưng Đạo B, phường 11, quận 5. Đó, các bạn nào mà muốn làm đệ tử của anh Nhất thì nhớ ghé cái địa chỉ đó nha các bạn. Bây giờ nó hơi ồn nữa các bạn. Ở đây là cái gọi là cái trung tâm thể thao á, bởi vì hơi ồn. Chờ lát người ta về hết rồi, anh em mình sẽ quay thêm cho các bạn xem nha. Mình anh Nhất có phát cho mình cái quần mu thái này các bạn. Có nghĩa là lúc anh em mình lên sàn là anh em mình mặc quần này. Ở trần đúng không? Chắc nó mới ra võ sĩ xíu. À vậy hả? Nó thành võ lẻ. Vậy là để mình thay quần trước khi lên đài mình phải thay quần các bạn. Đồ đẹp vậy ta. Đánh xong trận này là cho em xin cái quần nha. Chưa từng thấy luôn đâu. Vậy mà cái quần này đi qua YouTube rồi. Đúng rồi. Hay á tao. Sao vậy đúng không? Cái gì vậy ba? Mà cái quần gì kỳ vậy? Cái quần này mà kéo xuống. Ê! Sao không vậy đâu hả? Không được. Quần này kéo xuống. À, kéo xuống. Đúng rồi. À, em tưởng là vú không nổi. Là gì? Hãy subscribe.
sao đâu có sao không? Trời ơi, tao đã nói yêu đừng có ra gió đứng dậy đây. Đứng dậy. Tao đang đến giờ thở không nổi. Từ từ hết vô coi chừng xịt cước luôn giờ. Đó đứng dậy. Trời. Dẫn công lại coi. Đó. Rồi bây giờ là nãy giờ ăn đồ nói chung cũng nhiều phải không? Khơi chưa? Rồi, nói rồi. Đánh không lại yếu đừng ra gió. Miễn là đánh với idol tao là tao vui. À đánh được idol tao vui hả? Đó đứng dậy ông. Đây nhất rồi. Ok. Vui vẻ không bảo nha. Vui vẻ không bảo. Giao lưu giao thuật. Giao lưu chơi thôi các bạn. Đúng rồi. Giao lưu chơi thôi nhưng mà đổ mồ hôi rất là nhiều. Đúng rồi. Là tập của Thái là giảm cân được luôn á. Giảm cân đó. Đúng rồi. Nãy giờ các bạn thấy mình với anh Nhất không? Đã có gọi là trao đổi với nhau vài cái kỹ thuật cơ bản thôi các bạn. Nhưng mà anh tình hình là anh Nhất đánh sắp mặt lò luôn. Đây rồi khấu ăn đâu có đánh được, đâu có đánh được đâu ha. Đúng rồi, như đây đủ rồi đó. Đó gần rồi. Hôm nay vô gặp anh cũng rất là vui và hãnh diện các bạn. Lần đầu tiên gặp được, bình thường là thấy tên Tui Quy không ạ? À? Đó thì bây giờ là anh em mình nãy giờ đánh là cũng mất năng lượng nhiều quá rồi. Giờ anh em mình kiếm gì đó ăn rồi okay. Cho nó bồi bổ năng lượng lại các bạn. Đó thì rất là cảm ơn tất cả bạn đã dành chút thời gian quý báu mình để xem clip của Thép nha. Đó thì bữa nào có cái chương trình gì anh mời em đi với nhau. Ok, sắp tới thì ngày 2/8 nó tổ chức thi đấu Final ở trong này. Thì đây là một trong những cái giải đấu mà lớn nhất từ trước giờ tổ chức ở ngoài trời mình mới thấy. Đó, cái gì sẽ mời anh em tới coi. Thì rất là nhiều trận đấu từ phong trào đến bán chuyên đến chuyên nghiệp luôn. Đó, thì mọi người có thể coi nguyên một đêm đó là tất cả miễn phí. Wow, miễn phí luôn anh. Ồ, lại miễn phí luôn hả? Thì bữa nào mình em đấu gì là vô okay. Tí với anh nha. Rồi ok. Đó thì cảm ơn tất cả bạn đã dành chút thời gian quý báu mình để xem clip Thép nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bây giờ chắc xin phép anh em mình tụi mình kết thúc video tại đây. Bye bye các bạn. Bye.